Rồi thêm nữa là Hải cũng báo với các bạn luôn là nếu các bạn làm việc nghiêm túc thì trong thời gian 3 tháng Hải cam kết các bạn sẽ có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Dĩ nhiên các bạn phải học trọn vẹn cái buổi khởi nghiệp ngày hôm nay. Rồi như Hải đã thông báo đó thì những người nào là thành viên mới thì các bạn vui lòng đánh số 1 ở dưới comment để cho Hải biết các bạn là thành viên mới tham dự cái buổi livestream đầu tiên của Hải ngày hôm nay nha cả nhà. Và bây giờ thì hãy mời các bạn xem một cái đoạn clip dài 3 phút giới thiệu về cái cơ hội kinh doanh online và các bạn sẽ có những cái quyền lợi gì. Hãy mời các bạn cùng xem clip ạ. Bạn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình? Bạn đang tìm kiếm một lối sống hiện đại, đẹp, khỏe và thành công? Bạn yêu cái đẹp và muốn kết bạn với những người cùng đam mê để trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời? Bạn đã sẵn sàng khám phá cơ hội kiếm tiền độc đáo từ công việc trong thế giới làm đẹp và kinh doanh trực tuyến? Oriflame khởi đầu từ năm 1967 với mong muốn mang đến cơ hội kinh doanh lý tưởng, giúp mọi người thực hiện ước mơ và thay đổi cuộc sống bằng những sản phẩm làm đẹp sáng tạo tại Thụy Điển được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sau hơn 50 năm, giờ đây Oriflame đã giúp hàng triệu người trên thế giới tận hưởng phong cách sống mà họ luôn mơ ước. Với đội ngũ hơn 150 nhà khoa học và chuyên gia làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển cũng như viện nghiên cứu chăm sóc da toàn cầu, Oriflame đã sở hữu nhiều bằng sáng chế độc quyền cho những công nghệ đột phá ứng dụng trong các sản phẩm làm đẹp cao cấp. Giờ vậy, Oriflame đã trở thành công ty mỹ phẩm bán hàng trực tiếp lớn nhất châu Âu với hơn 3 triệu tư vấn viên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Oriflame được thành lập từ năm 2003 và hiện có hơn 40.000 tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức làm đẹp hữu ích và cơ hội nghề nghiệp cho cộng đồng. Các sản phẩm của Oriflame đã chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng cả nước với nhiều giải thưởng uy tín do khách hàng và giới chuyên môn bình chọn liên tục trong những năm qua. Ngoài ra, Oriflame còn tích cực thực hiện các trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Gia nhập Oriflame, bạn không chỉ bắt đầu thực hiện được ước mơ của chính mình mà còn giúp nhiều người thay đổi cuộc sống bằng việc chia sẻ các cơ hội làm đẹp, kiếm tiền và vui vẻ. Oriflame mang đến vẻ đẹp toàn diện và điều này sẽ giúp bạn càng thêm tự tin nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên với công nghệ tiên tiến khiến chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Chúng tôi tìm thấy ước mơ làm đẹp của mình được vun đắp tại nơi đây. Cơ hội chúng tôi được làm việc trong một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của công ty Oriflame với những phần mềm hết sức thông minh cho phép chúng tôi tạo dựng một công việc kinh doanh khắp Việt Nam chỉ với chiếc laptop và chiếc điện thoại, không hề phải vất vả gì cả. Có thể nói đây là một công việc kinh doanh thật sự như chúng tôi mơ ước. Khi tham gia Oriflame, tôi được vinh danh thành công của mình, tôi được tận hưởng những chuyến du lịch tuyệt vời, được tham dự những sự kiện quốc tế và những buổi hội thảo bổ ích. Oriflame chính là cơ hội giúp tôi xây dựng phong cách sống mà tôi hằng mơ ước. Kế hoạch thành công của Oriflame là mang đến những cơ hội không giới hạn với xác suất rủi ro bằng không. Sự thành công và mức thu nhập sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu. Oriflame đã mang đến cho gia đình tôi một cuộc sống sung túc. Nay tôi đã mua nhà, ô tô và các con tôi được học trường quốc tế. Sứ mệnh của Oriflame là giúp bạn thực hiện ước mơ. Hãy tham gia Oriflame ngày hôm nay để bắt đầu hành trình mơ ước của bạn. Và bạn biết không, khi bạn tham gia Oriflame thì chắc chắn rằng thu nhập của bạn sẽ được tăng cao và bạn sẽ phát triển công việc kinh doanh tương lai cùng với Oriflame. Hãy vẫn tin rằng chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng với tất cả các bạn. Chúng tôi, những nhân viên tại Oriflame sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bạn trên hành trình chinh phục thành công. Tôi chúc bạn có một khởi đầu thật tuyệt vời tại Oriflame. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Gia nhập Oriflame để kiếm tiền ngay hôm nay và thực hiện ước mơ của bạn ngày mai. Hãy liên lạc ngay với tư vấn viên Oriflame và bắt đầu xây dựng phong cách sống mà bạn luôn mơ ước. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem xong cái phần giới thiệu về cái cơ hội kinh doanh với Oriflame. Qua cái clip này thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái sự tưởng thưởng Oriflame dành cho tất cả các bạn nào mà làm kinh doanh online một cách nghiêm túc, các bạn sẽ được nhận những cái giá trị rất là xứng đáng khi mà các bạn chọn cái công việc kinh doanh online với Oriflame. Như lúc đầu Hải đã nói với tất cả các bạn đó, thì khi mà các bạn làm cái kinh doanh online với Oriflame, các bạn không phải đóng bất cứ một cái khoản phí nào cả. Các bạn không bị bắt phải mua hàng trước, các bạn không phải phải bị đóng tiền thuế chân
và các bạn không bị ép buộc về doanh số. Và cái công việc online là khi các bạn bán hàng, có khách hàng đặt hàng, các bạn sẽ đặt trực tiếp với công ty và công ty sẽ ship hàng về tận nhà cho bạn qua đường bưu điện, và các bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào cho ông bưu tá hết, tại vì cái phí ship hàng tận nhà cho bạn 39.000 là Oriflame đã tính trong đơn hàng cho tất cả các bạn rồi. Thì như lúc đầu Hải đã nói với lại tất cả các bạn mới đó, thì cho Hải hỏi là bạn nào là thành viên mới lần đầu tiên tham dự cái buổi livestream thông qua Hải dạy việc cho các bạn cách về bán buôn online, thì các bạn vui lòng đánh số 1 ở dưới comment giùm Hải để Hải biết các bạn là thành viên mới ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, cho Hải hỏi tất cả các bạn mới á, là trường hợp mà các bạn là nữ hay là nam thì không biết các bạn có thích nước hoa hay không. Bạn nào thích nước hoa đó thì các bạn vui lòng đánh số 3 nha. Các bạn thích nước hoa, các bạn vui lòng đánh số 3 ở dưới comment. Và các bạn sẽ được nhận một chai nước hoa này với giá chỉ có 99.000 khi mà các bạn tham gia với Oriflame và đặt đơn hàng đầu tiên trị giá là 450.000 với công ty ha. Thì các bạn sẽ được nhận cái chai nước hoa này với giá chỉ có 99.000. Các bạn lưu ý là đối với là cái mặt hàng nước hoa sao nè, đây là cái dòng nước hoa For Men nha cả nhà. Nước hoa này là cái nước hoa mình sản xuất tại Pháp. Ở dưới đáy chai nè, ở dưới đáy chai nè, để làm Made in France đó, các bạn thấy không? Made in France đó. Thì cái hàng này là hàng của Pháp. Thành ra khi mà các bạn có đơn hàng đầu tiên trong cái tháng 7 này ha, trị giá là 450.000, thì các bạn được nhận cái chai nước hoa sao này với giá chỉ có 99.000 đồng thôi. Đó là cái cơ hội cho các bạn khi mà các bạn tham gia với Oriflame. Bạn nữ á, các bạn thích cái chai nước hoa hình viên đá cuội. Cái này mùi rất là thơm nha, mà thơm rất là dai. Hải thích cái mùi này lắm. Nhưng mà nó nước hoa nữ, thành ra Hải không sử dụng được thôi. Nhưng mà cái mùi rất là hay. Thì cái nước hoa LV này là dành cho tất cả các bạn nữ nào mà có được đơn hàng đầu tay trị giá 450.000, các bạn sẽ được mua chai nước hoa này với giá chỉ có 99.000 thôi. Thành ra bạn nào mà thích nhận nước hoa thì các bạn vui lòng đánh số 3 cho Hải biết ha. Rồi, thì cái buổi khởi nghiệp ngày hôm nay đó, tổng cái thời gian là 60 phút. Các bạn học nghiêm túc trong 60 phút để Hải dạy việc cho các bạn. Và các bạn sẽ bắt đầu thao tác và làm theo tất cả những gì Hải hướng dẫn các bạn trong cái bài khởi nghiệp ngày hôm nay. Hãy chắc chắn với các bạn là sau 3 tháng các bạn sẽ có thu nhập 10 triệu. Vì công việc này Hải tự tin để Hải nói với tất cả các bạn là Hải đã giúp cho hơn 10.000 nha mẹ bỉm sữa có thu nhập trên 10 triệu mỗi tháng từ công việc kinh doanh online. Thành ra các bạn muốn biết là cái những cái thông tin của Hải cung cấp cho các bạn thật hay là hư thì các bạn xem ở dưới comment để các bạn rõ. Và ở dưới comment là những cái người đã làm việc với Oriflame, họ đã có thu nhập 10 triệu và họ sẽ trả lời cho tất cả các bạn về những cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm. Cảm ơn các bạn tham dự cái buổi livestream khởi nghiệp ngày hôm nay của Hải. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên á, Hải giới thiệu về mình với các bạn chút. Tên đầy đủ của Hải là Nguyễn Hải, năm nay Hải 44 tuổi. Hiện tại thì Hải đang ở cao ốc Lexington, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bà xã của Hải là chị Châu Hiền, cũng đang đồng hành với công việc kinh doanh online với Hải luôn. Bà đang ngồi đây nè. 14 năm qua là khi mà Hải khởi nghiệp online đó thì bà xã Hải lúc nào bà cũng ngồi bên cạnh. Và 14 năm chính là cái thời gian mà rất là dài, và ngày nào Hải khởi nghiệp bà cũng nghe hết. Thì một tuần Hải sẽ có khởi nghiệp 3 buổi. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cứ đúng 21 giờ, thứ hai, thứ sáu là Hải có cái buổi khởi nghiệp dành cho người mới. Và bà xã Hải luôn luôn ngồi bên cạnh để nghe Hải dạy việc cho người mới. Và nghe riết thì cũng thành thói quen, không nghe thì bà buồn. Trước đây á, thì Hải học Đại học Bách Khoa. Hải ra trường năm 94, đến năm 95 mới nhận được bằng. Tại vì có tiền, năm 95 có tiền mới lấy được bằng. Chuyên ngành Hải học là Hải học chuyên ngành về kỹ sư ngành viễn thông. Hai vợ chồng Hải thì có với nhau tổng cộng là 4 đứa con, 2 trai và 2 gái. Đứa con lớn nhất của Hải năm nay 20 tuổi và đứa con nhỏ nhất của Hải năm nay 3 tuổi.
gia nhập á, bà xã hãy gia nhập với Oriflame là ngày 5 tháng 8 năm 2003, có nghĩa là lúc mà hãy làm mobile phone, xin lỗi các bạn, là hãy bị đứt khúc là năm 95 á, thì hãy mới nhận bằng, và đến năm 97 á, thì hãy mới chính thức vào mobile phone hãy làm việc. Hãy làm việc ở mobile phone cho đến năm 2003 thì hãy dừng công việc tại mobile phone lại và hãy chuyển sang hãy làm việc với Oriflame. Thì trước đó, đó thì hãy đã đưa bà xã hãy vào làm việc tại Oriflame hồi ngày 5 tháng 8 năm 2003, và các bạn biết là suốt 14 năm hãy luôn giữ vị trí số 1 tại Oriflame Việt Nam. Thì hàng năm Oriflame sẽ bầu chọn ra một trong 15 người giỏi nhất của Oriflame và hãy luôn dẫn vị trí số 1 suốt trong 14 năm qua. Thì tất cả những cái sự thành công của Hải nó chỉ quay quanh một cái vấn đề duy nhất Hải nói các bạn thôi, đó là cái sự nỗ lực. Tại vì công việc này mình đã có công thức, mình đã có quy trình, mình đã có chương trình đào tạo, mình đã có những cái buổi livestream dạy việc như thế này. Thì tất cả mọi thứ là chỉ còn có một cái duy nhất thôi, là sự nỗ lực của bản thân của mình. Thành ra cái thu nhập của bạn muốn bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp với là cái sự nỗ lực của bạn cũng như cái thái độ của bạn dành cho công việc này là bấy nhiêu thế thôi. Ha. Thì qua đây hãy chia sẻ các bạn một cái thông tin rất đáng tự hào khi mà các bạn tham gia làm việc trong cái group của Hải đó. Thì ngày 29 tháng 5 năm 2017, có nghĩa là cách đây 2 tháng, chưa tới 2 tháng đâu, thì lúc 16 giờ 55 phút thì hãy nhận được cái tin nhắn của chị Trâm Hà là tổng giám đốc của Oriflame Việt Nam báo cho Hải một cái tin là Hải được nằm trong cái top 50 người có tốc độ phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Các bạn biết rằng là được nằm trong cái top 50 người có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới là một cái điều mà thật sự là Hải phải nỗ lực rất là nhiều, Hải phải làm việc rất là nhiều để mới có cái kết quả được như vậy. Tại vì các bạn biết rằng là Oriflame á, thì có mặt trên thế giới 50 năm rồi, và họ đã có mặt ở tổng cộng là 67 quốc gia trên toàn thế giới, và cái lượng tư vấn viên của Oriflame trên toàn thế giới là hơn 3,6 triệu tư vấn viên trên toàn thế giới. Vì thế các bạn biết rằng là để nằm trong top 50 người thì thật sự không phải là đơn giản, tại vì 3,6 triệu tư vấn viên đó họ đều là những người giỏi cả, và để mà nằm được trong cái top mà 50 của Oriflame toàn cầu á, thì các bạn biết rằng là mình phải phấn đấu rất là nhiều để mình có được kết quả như vậy. Dĩ nhiên chúng ta muốn cái túi tiền chúng ta bao nhiêu thì chúng ta phải phấn đấu và nỗ lực bấy nhiêu. Còn khi mà mình nghĩ là mọi sự bắt đầu, các bạn nếu mà nghĩ là khó thì chắc chắn các bạn sẽ không có thể kiếm được những khoản tiền như tất cả những mẹ bỉm sữa khác họ đã kiếm tiền từ công việc kinh doanh online với Oriflame này. Thì các bạn biết là trong 50 người có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thì các bạn nhìn trên cái màn hình các bạn thấy là Việt Nam ta thì Hải, Nguyễn Hải và Châu Hiền là bà xã của Hải là dẫn đầu, có nghĩa là trong 50 người đó thì Hải đứng đầu trong cái tốc độ phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới này. Thì đó là một cái thông tin rất đáng tự hào khi các bạn làm việc trong một cái đội của Hải, là đội mạnh nhất của Oriflame trên toàn thế giới luôn. Và cái khoản thu nhập á thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thái độ của mình cũng như là cái sự nỗ lực của mình. Thành ra một lần nữa hãy nói để cho các bạn tìm hiểu về cái cơ hội với Oriflame, để các bạn thấy được rằng là công việc này các bạn không có rủi ro. Tại vì rủi ro hãy để bên dưới các bạn biết có nhìn thấy hay không, là học không mất phí mà rủi ro bằng không. Thành ra các bạn không phải đóng tiền, không có gì hết, thành ra các bạn không có rủi ro. Và công việc này các bạn đã có công thức, có quy trình, có phương pháp, có những cái bài đào tạo và có những cái buổi livestream dạy việc cho người mới như thế này, thì các bạn không cần bất cứ một cái khoản gì nữa, chỉ ngoại trừ một cái sự đó là quyết tâm, nỗ lực để các bạn đạt được cái kết quả cho các bạn mong muốn mà thôi. Thì trong cái khung hình trên cái màn hình điện thoại của bạn, các bạn thấy có cái khung màu đỏ, đó là cái thu nhập của Hải nhận được vào ngày 6 tháng 6 năm 2017 lúc 16 giờ 3 phút. Thì các bạn biết rằng là để có được cái khoản thu nhập như vậy, Hải phải nỗ lực rất là nhiều, và Hải cũng mong muốn rằng tất cả các bạn khi mà tham gia công việc này, các bạn sẽ có được con số lẻ của Hải để cuộc sống các bạn đỡ phần nào khó khăn và cơ cực ha, khi mà các bạn làm với Oriflame. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái công việc. Thì đầu tiên các bạn muốn làm về công việc này, các bạn phải biết ông tổ của cái ngành của mình là ai.
thì hãy giới thiệu cho bạn trên màn hình á, thì một ông tên là Jonas có mái tóc bạc là người anh, một ông tên là Robert có mái tóc muối tiêu là người em. Đây là hai anh em ruột sáng lập nên cái công ty mỹ phẩm Oriflame vào năm 1967 tại Thụy Điển. À, thì khi mà các bạn kinh doanh online như vậy, online thì các bạn biết rằng là nó là cơ hội cho tất cả mọi người ở khắp lãnh thổ Việt Nam. Thành ra nếu mà trường hợp các bạn ở khu vực phía Bắc á, thì khi mà đặt hàng, chọn kho đặt hàng á, thì các bạn sẽ chọn kho ở Hà Nội. Tại vì khi các bạn chọn kho hàng ở Hà Nội á, thì công ty sẽ ship hàng về cho các bạn nhanh hơn nếu các bạn ở khu vực phía Bắc. Còn trường hợp mà các bạn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì các bạn cứ chọn kho hàng ở Đà Nẵng nha. Tại vì như vậy hàng sẽ ship về cho các bạn nhanh hơn. À, đối với những cái bạn nào mà từ ở Nha Trang đổ về đến Long An, tính luôn cả hai tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng á, thì các bạn sẽ chọn kho Hồ Chí Minh. Trong đó có Vũng Tàu luôn nha. Bà Rịa Vũng Tàu thì các bạn sẽ chọn kho hàng ở Hồ Chí Minh. Còn tất cả những bạn nào mà ở 14 tỉnh miền Tây á, thì các bạn vui lòng chọn cái kho ở Cần Thơ để công ty ship hàng về tận nhà cho các bạn nhanh nhất ha. Rồi, trong cái công việc kinh doanh online thì hãy biết rằng là chắc chắn là các bạn sẽ tìm đến Facebook của Hải để tìm hiểu coi Hải như thế nào. Rồi Hải đã thành công những gì trong Oriflame hay gì đó, thì chắc chắn các bạn sẽ lên Facebook của Hải, các bạn tìm hiểu. Thì Hải muốn nói các bạn là để các bạn tìm hiểu Facebook á, thì chắc chắn các bạn sẽ gửi kết bạn. Thành ra Hải khuyên các bạn là nhớ, hãy dặn đừng có gửi kết bạn cho Hải, mà các bạn chỉ bấm theo dõi thôi. Tại vì Facebook của Hải á, thì cái danh sách bạn bè Hải sẽ giới hạn. Thành ra các bạn nhớ là đừng có gửi kết bạn cho Hải, tại vì các bạn gửi kết bạn á, là Hải không có chấp nhận đâu. Tại vì rất là nhiều người gửi như vậy. Thành ra các bạn muốn theo dõi những cái thông tin của Hải thì các bạn bấm theo dõi ha. Sau khi các bạn bấm theo dõi thì cái màn hình nó sẽ hiện lên, nó hỏi các bạn là sẽ chọn mặc định hay là chọn xem trước. Thì các bạn cứ bấm vào cái mục xem trước, sau đó các bạn bấm vào cái phần thực hiện. Các bạn xem ở trên cái màn hình điện thoại Hải đang có hướng dẫn cho các bạn đó. Thì các bạn cứ làm theo những cái bước tương tác này. Và khi các bạn muốn nói chuyện với Hải, inbox cho Hải, hay là comment ở trên cái dòng thời gian của Hải, hay là muốn nói về điều gì đó kết nối với Hải thì các bạn đều có thể kết nối được. Và đặc biệt là các bạn được xem những cái thông tin rất là quý giá cho công việc kinh doanh online mà mỗi ngày Hải post lên trên Facebook để các bạn cập nhật. Rồi, đó là cái Hải dặn dò các bạn. Như lúc đầu Hải đã nói thì các bạn làm việc với Oriflame là các bạn không phải đóng tiền thế chân, không bị bắt phải mua hàng khi các bạn không có nhu cầu. Các bạn cũng không bị ép buộc về doanh số. Và công việc này là một công việc mà như tất cả mọi người đang làm online. Tại vì các bạn biết á, là cái xu hướng mới bây giờ thì đa phần là người ta sẽ chọn làm online. Các bạn chỉ cần để ý một chút xíu, các bạn sẽ thấy rõ là những cái bạn bè xung quanh các bạn á, bây giờ họ đang làm online. Bạn để ý đi, những bạn bè, tất cả những bạn bè xung quanh của bạn họ đang làm online. Người người làm online, nhà nhà làm online. Các bạn để ý, ca sĩ cũng làm online, diễn viên cũng làm online, mà người mẫu cũng làm online. Thậm chí cái bà bán bánh tráng trộn á các bạn, bà cũng làm online. Hả? Không biết các bạn có tin điều đó hay không, chứ mua bánh tráng trộn các bạn chỉ cần inbox cho bả là bảo đảm với các bạn là nửa tiếng sau là shipper giao bánh tráng trộn đến tận nhà cho bạn luôn, miễn phí. Có nghĩa là chồng bả đi giao. Như vậy thì cái online, lý do vì sao là người ta chuộng, tại vì cái online nó rất là tiện và mình không cần phải mở cửa hàng, không phải đầu tư về vốn. Đó là cái lợi của cái công việc kinh doanh online, và đó cũng chính là lý do vì sao mà hôm nay bạn tìm đến học cái công việc kinh doanh online này. Thành ra hãy thông báo các bạn là cái việc học kinh doanh online của các bạn hiện tại trên đây, các bạn cũng không phải đóng bất cứ khoản tiền nào hết. Dĩ nhiên các bạn sẽ trải qua một cái giai đoạn là nhận thông tin, cho thông tin, và cái người quản lý của bạn sẽ hướng dẫn cho bạn về công việc. Sau đó hướng dẫn xong, cấp mã số thành viên cho bạn rồi, thì họ mới được phép ép bạn vào trong cái group phát triển 21% tiềm năng này để học khởi nghiệp do Hải dạy. Đó. Thì cái hay nói các bạn là công việc này á, các bạn không phải đóng tiền gì hết, và các bạn chỉ có tốn duy nhất một cái khoản tiền là 99.000, đó là cái phí để khởi tạo tài khoản. Tại vì các bạn biết rằng là các bạn làm online thì các bạn phải có cái tài khoản để giao dịch, để mình thanh toán, chuyển tiền, mọi thứ á, là mình phải sử dụng cái tài khoản này. Thành ra cái phí để các bạn mở cái tài khoản á, là 99.000, và Oriflame sẽ thu cái khoản phí này của bạn trong cái đơn hàng đầu tiên.
Hãy ví dụ đơn hàng đầu tiên bạn đặt đi là 500.000, thì các bạn phải trả tổng cộng là 600.000, bởi vì công ty Oriflame sẽ tính cái khoản phí 99.000 vào trong cái đơn hàng của bạn luôn. Hả? Thành ra cái đó là cái thông tin hãy nhắc cho các bạn nhớ. Và ngoài khoản phí 99.000 này ra, công ty không chủ động thu của bạn bất cứ một khoản phí nào cả. Đây là cái mà hãy cam kết với tất cả các bạn. Thành ra các bạn làm online các bạn hoàn toàn yên tâm ha. Rồi, cho hãy hỏi là nhà mình á, các bạn mới á, các bạn đã nhận được cái catalog giấy này chưa? Nếu mà bạn nào đã nhận được cái catalog giấy này á, thì các bạn đánh số 4. Còn bạn nào á, mà chưa nhận được cái catalog giấy này thì đánh số 5. Và báo cho cái người quản lý của mình biết, để người quản lý của mình họ gửi catalog đến tận nhà cho bạn qua đường bưu điện ha. Rồi, nhận catalog á, tức là bạn yêu cầu cái người quản lý của bạn gửi cho bạn catalog giấy này nè. Thành ra khi mà làm bắt buộc các bạn phải có catalog giấy này ha. Ở trên đây có tới tổng cộng là 1.000 sản phẩm các loại trên đây. Và đặc biệt là sản phẩm bạn có thể cọ tay và các bạn nghe được cái mùi hương của sản phẩm ở trên cái catalog luôn ha. Và chút xíu nữa Hải sẽ dặn cho các bạn lý do tại sao các bạn cần phải nhận catalog giấy này. Thì trong cái catalog sản phẩm á, khi mà các bạn làm á, hãy dặn các bạn một cái việc này nha, là khi mà các bạn bắt đầu bán những cái sản phẩm của Oriflame thì những cái sản phẩm nào mà các bạn biết thì các bạn sẽ bán, còn những cái sản phẩm nào mà các bạn chưa biết hoặc là chưa rõ thì tuyệt đối các bạn không được bán, để tránh cái trường hợp là các bạn bị trả hàng. Đó là ngoài cái lỗi ngoài mong muốn, thành ra Hải không muốn cái trường hợp đó xảy ra. Thành ra Hải cho các bạn một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn. Hãy ví dụ là sản phẩm mà các bạn biết đi, ví dụ nước hoa. Nước hoa thì bán rất đơn giản, là người ta chỉ cần trả tiền cho bạn cái chai nước hoa và khách nhận về khui hộp ra, mở chai nước hoa ra và xịt là có thể xài. Thành ra các bạn không cần phải lo về cái phần này, tại vì nước hoa thì gần như ai cũng biết sử dụng hết, và chẳng ai mình dùng cái nước hoa này để xịt nó vô mắt hết bao giờ cả, đúng không ạ? Hay là thỏi son, hay là chai dầu gội đầu, hay là một chai sữa tắm, thì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà các bạn không cần phải hiểu sâu về nó. Ví dụ như son thì ai cũng biết xài rồi, sữa tắm thì ai cũng biết xài, dầu gội đầu thì ai cũng biết xài. Thành ra cái đó mình không có quan tâm. Và Hải muốn nói các bạn là những cái sản phẩm nào các bạn không biết á, là những sản phẩm mà chuyên về da hay là đặc trị, ví dụ như là trị nám, trị mụn, hay là sản phẩm mà làm trắng chẳng hạn, mà các bạn chưa biết cách sử dụng thì các bạn cần phải học kỹ sản phẩm đó trước khi các bạn tư vấn cho khách hàng. Thành ra tuyệt đối các bạn không được bán sản phẩm khi mà các bạn chưa hiểu sâu về sản phẩm ha, để tránh cái trường hợp là khách hàng họ xài họ bị dị ứng, và các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái trường hợp mà khách bị dị ứng. Thành ra nhớ cẩn thận về việc này. Rồi, hồi nãy Hải có nói đó, ai mà chưa nhận được catalog thì đánh số 5, ai đã nhận được catalog tháng 8 này rồi thì đánh số 4 ha, để cho Hải biết. Và khi mà các bạn làm về online đó, các bạn nhớ một cái việc rất là quan trọng hãy dặn các bạn ở đây. Sản phẩm của Oriflame mình đó, rẻ nhất là 29.000, mắc nhất là 1.299.000. Thành ra khi các bạn làm online, các bạn chỉ bán những sản phẩm mà có giá từ 29.000 cho đến 259.000 mà thôi. Không bán những sản phẩm giá mắc hơn, tại vì như vậy các bạn sẽ rất là khó bán cho những cái đơn hàng đầu tiên. Khi mà các bạn có kinh nghiệm rồi, các bạn bán cái sản phẩm mấy triệu thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm thì các bạn chỉ bán những sản phẩm giá rẻ thôi. Tại vì như vậy sẽ giúp cho các bạn bán hàng nó dễ hơn mà không phải khó khăn. Ha, các bạn không phải lo. Rồi, cái thứ ba nữa hãy nhắc các bạn là trong cái buổi khởi nghiệp này Hải có nói các bạn, Hải cam kết với các bạn là các bạn sẽ có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng khi mà các bạn làm công việc kinh doanh online này. Các bạn không cần phải đóng tiền thế chân hay không bị bắt mua hàng trước hay là không bị ép buộc về doanh số. Nhưng các bạn muốn có thu nhập 10 triệu thì các bạn phải cam kết với Hải một việc, đó là các bạn học nghiêm túc. Thành ra cái buổi dạy việc cho các bạn kinh doanh online ngày hôm nay, các bạn cần có 60 phút để học, và Hải sẽ chỉ cho các bạn tất cả những cái bí quyết mà Hải đã thành công với Oriflame. Và các bạn chỉ đơn giản là làm theo tất cả những gì Hải hướng dẫn thôi. Và sau khi các bạn học xong thì cái người quản lý của bạn họ sẽ kiểm tra kiến thức của bạn lại trước khi mà họ gửi catalog này về cho bạn. Thành ra nếu mà họ kiểm tra kiến thức mà bạn không nhớ thì chắc chắn với bạn là họ sẽ bắt các bạn học lại cái buổi khởi nghiệp ngày hôm nay. Thành ra nhớ là những cái điểm mốc quan trọng, thứ nhất là nhận catalog nè ha, Hải hướng dẫn các bạn nhớ.
Thì khi họ hỏi là nãy anh Hải có dặn em nhận cái gì không, thì nói dạ anh Hải báo em là anh hay là chị gì đó gửi cho em hai cuốn catalog tháng 8, thì cái người quản lý của bạn họ sẽ làm điều đó cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái người quản lý của bạn họ hỏi là anh Hải dạy những sản phẩm chủ lực gì cho em, thì các bạn phải nhớ là những sản phẩm chủ lực mà Hải dạy cho các bạn là gì ha. Bạn phải kể rõ những cái sản phẩm đó ra, và cái người quản lý họ sẽ duyệt. Sau khi họ duyệt xong, họ thấy bạn có quan tâm, có thái độ, thì họ sẽ bắt đầu gửi catalog cho bạn. Tại vì các bạn biết là một cuốn catalog như thế này á, thì mình in ấn tới 40.000 một cuốn. Là ai mà làm ngành in các bạn biết, số lượng 100 trang với giấy có chê 100, giấy có chê 100 là dày đó nha. Còn cái trang bìa là có chê 150, rất là dày. Thành ra các bạn biết là một cái cuốn catalog như vậy thì Oriflame in tới 40.000 một cuốn, và cái người quản lý của bạn sẽ tặng cho bạn hai cuốn. Dĩ nhiên cái phí ship, cái phí ship hàng, ship catalog cho bạn á, thì bạn phải trả. Có nghĩa là cái phí ship nó không nhiều đâu, nếu mà không vượt quá 30.000 thì các bạn có thể nhận được. Tại vì cái phí ship dao động khoảng từ 15.000 cho đến 30.000. Thành ra nếu mà các bạn thấy cái giá mà ok thì các bạn sẽ yêu cầu cái người quản lý của mình họ ship cho bạn hai cái catalog này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần sản phẩm chủ lực. Thì về sản phẩm á, thì Hải sẽ chia sẻ các bạn chú ý về bốn cái thông tin này khi mà các bạn làm công việc online. Khi các bạn muốn bán một cái sản phẩm thì các bạn nhớ bốn thông tin này. Thứ nhất, các bạn phải nói về cái công dụng của sản phẩm. Cái thứ hai là các bạn phải nói về cách dùng của sản phẩm, tức là người ta phải biết cách để người ta dùng cái sản phẩm nó như thế nào. Cái thứ ba là các bạn phải cung cấp nguồn gốc của sản phẩm, và cái thứ tư là cái giá thành của sản phẩm. Thành ra các bạn phải nhớ bốn cái thông tin này, nhớ nha. Khi mà làm việc bán hàng online, các bạn phải nhớ bốn thông tin này để các bạn cung cấp cho khách hàng của mình. Nếu các bạn thiếu bốn thông tin này, có nghĩa là thông tin sản phẩm của bạn không rõ ràng. Rồi như vậy hãy chỉ cho các bạn cái cách để xem thông tin ha. Ở trên cái sản phẩm, đây là mặt trước, đây là cái mặt sau. Các bạn muốn coi cái nguồn gốc của sản phẩm này ở đâu thì các bạn coi made in. Thì cái sản phẩm này made in nó nằm ở dưới đây nè, ở dưới ngón tay hãy chỉ nè ha. Các bạn sẽ xem nó made in ở đâu. Cái thứ hai là hàng sử dụng. Hàng sử dụng các bạn coi dưới đáy hộp có một cái dòng chữ màu đen. Cái dòng chữ màu đen này sẽ có cái hàng sử dụng. Thì ở trên đây nó để chữ expire á. Expire có nghĩa là cái hàng sử dụng á, thì nó để là tháng 4 năm 2019. Nó để tháng với năm thôi chứ không có ngày nha các bạn. Có nhiều bạn tưởng đâu là ngày, trong đó không phải, nó chỉ để tháng và năm thôi, đó là tháng 4 năm 2019. Rồi, bây giờ Hải sẽ dạy cho các bạn sản phẩm đầu tiên trên catalog trang 57 á. Thì cái sản phẩm này có cái tên nó là Wellness Kit. Wellness là sức khỏe, kit là trẻ em, sức khỏe dành cho trẻ em ha. Cái hộp này giá thành là 189.000 hộp. Nó tổng cộng là 21 viên. 21 viên nha cả nhà. Cái này không phải là thuốc đâu. Cái này chút nữa Hải sẽ chia sẻ các bạn, nó là thực phẩm chức năng á, thực phẩm bổ sung á. Cái này không phải là thuốc nha, các bạn chú ý. Rồi. Cái này giá nó là 189.000 cho một hộp. Tổng cộng là 21 viên. Nguồn gốc của sản phẩm này á là nhập về từ Anh Quốc. Các bạn coi dưới đây nè, nó để made in UK. UK là United Kingdom á. Thì các bạn biết là trên thị trường á, đa phần là những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Như vậy các bạn muốn biết được cái sản phẩm không rõ nguồn gốc như thế nào, các bạn chỉ cần hỏi họ có hóa đơn đỏ hay không. Sure với các bạn, sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ không có hóa đơn đỏ, nhớ nha. Cái thứ hai là trên thị trường đa phần là sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Thành ra để kiếm một cái sản phẩm mà có nguồn gốc ở Anh hay là ở Đức cực kỳ hiếm. Thành ra sản phẩm này là cái sản phẩm mà người ta rất là chuộng. Thì hãy nói các bạn rồi, xuất xứ của nó là ở Anh ha. Và bây giờ hãy nói các bạn về cái công dụng. Cái công dụng của sản phẩm này á, là dành cho trẻ em tăng trưởng chiều cao nha. Có nghĩa là những bà mẹ nào á, mà muốn con phát triển chiều cao thì cho sử dụng cái Wellness Kit này. Thêm nữa là nó hỗ trợ cho tình trạng biếng ăn của trẻ rất hiệu quả. Thành ra trẻ em á, mà nó biếng ăn á, các bạn cho nhai cái này nè, trong thời gian khoảng 3 ngày cho đến 1 tuần,
thì cái việc ăn uống nó trở nên ngon lành, nó ngủ cũng dễ nữa, mà nó không bao giờ nó khóc nhè. Đó là cái công dụng của sản phẩm Wellness Kit. Thì cái cách dùng nó rất là đơn giản. Hãy cho trẻ dùng vào buổi sáng sau khi ăn no, buổi sáng hoặc là buổi trưa thôi nha, đừng cho buổi chiều hoặc buổi tối, tại vì vitamin mà dùng buổi tối buổi chiều thì bé ngủ cũng không ngủ được. Thật ra cái cách dùng là dùng vào buổi sáng sau khi ăn no, và mình dùng là ngậm hoặc là nhai nha cả nhà. Nó là cái viên kẹo ngậm hoặc là nhai chứ không phải là thuốc, thành ra không có uống. Đó, và cái hương của nó là hương cam. Thì đối với trẻ em từ 3 tuổi cho đến 9 tuổi mỗi ngày sẽ dùng một viên. Còn đối với trẻ em từ 9 tuổi cho đến 14 tuổi thì mỗi ngày sẽ dùng 2 viên. Nhớ hãy dặn nha. Rồi, thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà bán chạy nhất. Một tháng Oriflame bán 300.000 sản phẩm này trong một tháng. Các bạn thấy cái con số kinh khủng không? Rồi, trong trường hợp mà các bạn nữ hay là các bạn mẹ bỉm sữa, hay là mình hay gọi chung là mấy chế nào mà thích sử dụng nước hoa hay là thích bán nước hoa, thì trên trang 34 và 35 có cái loại nước hoa mà Oriflame về á, dung lượng là 75ml mà giá thành có 129.000 chai. 129.000 thành nó rất là dễ bán. Đó, và hai cái chai trên màn hình điện thoại các bạn là cái mùi hương thơm cực kỳ thơm. Hãy bảo đảm là các bạn thích, mà cái này là dành cho nữ nha. Rồi, giá là 129, nguồn gốc của nước hoa của mình á, nước hoa của Oriflame là sản xuất ở Thụy Điển hoặc là ở Bỉ nha cả nhà. Nước hoa là sản xuất ở Thụy Điển hoặc là ở Bỉ. Thành ra khi mà nói đến nước hoa, các bạn hãy nhớ hai nước này. Bỉ chứ không phải Mỹ nha. Bỉ là Belgium á, còn Mỹ là USA á. Rồi, cái thứ ba là hãy dạy cho các bạn, đó là bộ trà xanh. Đây, các bạn lên trên tường Facebook của Hải đó, Hải mới post cái bộ trà xanh lên, và khách hàng họ dùng họ rất là thích cái sản phẩm này. Đây, một bộ của nó là ba sản phẩm. Nó có một cái hũ kem dưỡng, một cái chai dung dịch nước hoa hồng và một cái chai sữa rửa mặt đậm đặc. Cái này là cái dạng gel đậm đặc. Một bộ á, giá này mình bán bộ nha, một bộ giá là 389.000 một bộ cho ba sản phẩm. Một bộ này cho ba sản phẩm nha, là 389.000 cho bộ trà xanh. Rồi, nguồn gốc của những cái sản phẩm nào mà về chăm sóc da thì các bạn nhớ là nguồn gốc nó sản xuất tại Ba Lan. Đây nè, trên đây để là Made in Poland. Để đây nè. Đó. Nó bị chói chói, thành ra các bạn không thấy được. Không biết các bạn thấy không? Nó Made in Poland. Rồi, cái công dụng của sản phẩm này á là ngăn ngừa mụn và trị mụn cực kỳ hiệu quả. Hãy bảo đảm với các bạn luôn là cái bộ sản phẩm này trị cực kỳ hiệu quả. Còn cái cách dùng thì các bạn biết rồi, sữa rửa mặt thì ai cũng biết dùng, nước hoa hồng thì các bạn gái cái này thì quá rõ rồi, kem dưỡng thì sẽ dùng sau cái bước dùng nước hoa hồng, thế thôi, đơn giản như vậy. Thì hãy nói các bạn một cái câu chuyện, đây là một câu chuyện có thật của một cái người bạn hay là một người em trong cái hội xe mẹt của Hải đó. Thì cái bạn này á là bạn làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì có một cái buổi đó Hải ngồi quán cà phê ở trong Dinh Độc Lập á, ở quán cà phê 30/4 trong Dinh Độc Lập, nó gọi là quán cà phê Đại Gia đó. Đi cái đường Huyền Trân Công Chúa vào á, thì sẽ vào được cái quán cà phê 30/4 đó, nằm trong Dinh Độc Lập luôn. Thì khi mà vào á, thì Hải ngồi nói chuyện, Hải mới thấy là cái mặt của nó mụn nhiều lắm, mụn kinh khủng luôn. Thì Hải mới hỏi sao mặt mày mụn dữ vậy. Thì nó nói, anh ơi em buồn quá em đi khám bác sĩ rồi em uống thuốc, em điều trị khắp nơi hết rồi không hết anh ơi. Bây giờ không biết sao nữa, em ghét quá em bỏ liều luôn, kệ nó tới đâu hay tới đó. Thì sau đó Hải mới nói với nó là bên công ty Oriflame á, bên tao có cái sản phẩm cái trà xanh này nè, xài rất là ok, mày xài thử đi. Tao chắc với mày á là mụn mày nó sẽ hết. Thì nó không có tin, nó nói trời em gặp bác sĩ em khám em uống thuốc luôn còn hết nữa, sản phẩm anh xài sao hết, làm như thần dược vậy. Thì khi bạn nói xong, nó nói Hải mới nói với nó là người ta đó có bệnh đó thì người ta giải tứ phương. Mày á
bị mụn vậy á, tao chia sẻ cho mày, mày không xài. Mày nên nhớ là khi mà mày xài thì còn có cơ hội 50% mày thắng hoặc là 50% mày thua. Nó có nghĩa là 50% mày sẽ hết, còn 50% là mày không hết. Nhưng mà khi mà mày say no rồi á, thì chắc chắn như này là 100% mày không có cơ hội đâu. Thành ra nó lúc đó mình nói chuyện với nó xong thì nó nói là vậy chứ bộ nó khoảng bao nhiêu tiền. Cái Hải mới nói là có 300 mấy, chưa tới 400 ngàn. Mày tiếc gì có mấy trăm ngàn, đi xe mẹt mà tiếc như vậy. Thì nó mới nói ok vậy anh lấy cho em bộ. Thì một tuần sau, cũng ngày thứ bảy, nó gọi cho Hải, nói anh rảnh không ra đại gia hai anh em uống cà phê chơi, lâu quá không gặp. Cái ra cái gặp nó hỏi anh thấy em có gì lạ không. Thì Hải nói không, tao thấy mày cũng bình thường, có gì lạ đâu. Mình nghĩ là nó mua xe mới hay là đeo dây chuyền mới, nhưng mình cũng quên bẵng đi cái vụ mà nó bị mụn. Thì nó nói anh nhìn mặt em coi. Thì đúng là cái mặt của nó không có bị sưng tấy lên nữa. Tại vì các bạn biết bị mụn mủ á, nó sưng cục lên thấy ghê lắm, mà nó chảy nước vàng. Thì một tuần sau á, thì nó không còn cái tình trạng sưng nữa, mà da nó dịu lại. Cái thứ hai nữa là nó không có bị cái vấn đề chảy nước nữa, tức là cái da mặt nó không có bị ướt nữa. Thì nó nói ô sao hay vậy. Cái nó em xài cái bộ trà xanh á mà em thấy hiệu quả, em mừng ghê luôn á. Cái anh biết em gọi anh ra để làm gì không? Cái hỏi làm gì, lấy cho em thêm 3 bộ nữa đó. Thì nó tưởng gì, tức là đặt online giao tận nhà cho bạn luôn, không có gì khó khăn hết. Dĩ nhiên hãy thu tiền của nó trước, sau đó hãy dùng điện thoại online đặt xong rồi công ty giao tận nhà cho hắn luôn qua đường bưu điện. Thì cái hãy nói các bạn là đó là cái câu chuyện của cái sản phẩm Blue Skin. Thì cái ngày 25 tây tháng 6, bây giờ là tháng 7 nha, 25 tây tháng 6 á, thì hãy có báo với nó là tháng 7 Oriflame nó có khuyến mãi cái trà xanh, mày có mua nữa không. Thì nó nói dạ mua, anh lấy cho em 3 bộ nữa. Thì nó đặt 3 bộ nữa, thì tháng 7 hãy đã giao cho nó 3 bộ Blue Skin. Thành ra các bạn biết rằng là cái bộ này nó rất là hot, và khi mà các bạn đặt đôi khi nó không có hàng nữa. Hãy nói chắc với các bạn luôn. Thành ra những cái bạn mà tìm hiểu về Oriflame không biết cái sản phẩm này có bán được hay không, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn ở dưới comment đi nha. Các bạn sẽ nghe những cái người mà họ làm Oriflame rồi, họ nói các bạn là sản phẩm này bán như thế nào. Họ sẽ nói các bạn là sản phẩm này á là có tiền mà không mua được á, tức là nghĩa là hàng nó sẽ hết liên tục. Có nghĩa là về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, và số lượng tiêu thụ rất là mạnh. Đó là do cái hiệu quả của nó. Thành ra nếu mà các bạn mà bán hàng á, các bạn cứ tập trung vào bộ trà xanh. Những cái người nào mà da mà bị mụn á hay là da nhờn á, cứ tư vấn sử dụng trà xanh để bảo đảm các bạn cực kỳ hiệu quả. Các bạn muốn biết chính xác nữa thì các bạn lên trên Facebook của Hải đó, Hải có up cái hình của cái câu chuyện chia sẻ của một cái bạn mà sử dụng cái sản phẩm trà xanh này nè. Họ chia sẻ là sau 5 tuần sử dụng cái làn da của họ rất là ok. Rồi bạn nào mà muốn bán dòng son trang điểm này kia đó, thì các bạn bán, các bạn xem ở trên catalog trang từ 69 cho đến 71 nha cả nhà. Rồi son của mình á thì nguồn gốc là sản xuất tại Nga, nhớ nha. Cái gì mà đồ trang điểm á, là sản xuất ở Nga, Đức và Ý. Đồ trang điểm nha là Nga, Đức và Ý. Thành ra dòng son là, đặc biệt là dòng son là sản xuất ở Nga ha, các bạn chú ý. Còn cách dùng thì son ai cũng biết xài rồi, thành ra Hải không cần phải chỉ về cách dùng. Dung dịch vệ sinh phụ nữ thì dung dịch vệ sinh phụ nữ thì cũng không có gì để nói hết, tại vì cái này gần như bạn nữ nào cũng có xài. Nhưng mà hãy báo các bạn là cái sản phẩm này á, tháng 7 thì Oriflame giảm giá cho cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này 50%, thành ra giá thành còn có 99.000 à. Cái thứ hai á là cái nồng độ pH tự nhiên của cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này nó chỉ nằm ở từ 4.5 cho đến 5 chấm thôi nha các bạn. Đó, thành ra sử dụng cực kỳ thích. Hãy đảm bảo các bạn sử dụng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này là các bạn thích ngay. Vì sao? Vì cái độ pH tự nhiên của nó rất là thấp. Còn những cái sản phẩm mà dung dịch vệ sinh phụ nữ mà các bạn đang dùng á thì cái độ pH của nó là từ 7 cho đến 8 chấm. Thành ra nó rất cao, thành ra các bạn xài á, nó rất là nguy hiểm. Đó. Để biết được cái độ pH thì các bạn chỉ đơn giản là ra cái chỗ bán dụng cụ y á, cái thông tin bằng cái gì ta? Dụng cụ y khoa. Các bạn ra dụng cụ y khoa, các bạn kêu họ bán cho bạn cái giấy quỳ, các bạn dùng cái giấy quỳ, các bạn thử là các bạn biết liền à.
đó, biết được cái độ pH của cái sản phẩm của mình là bao nhiêu liền ha. Rồi thì cái sản phẩm chủ lực hãy tạm chia sẻ các bạn về những cái sản phẩm này, và đây là những cái dòng sản phẩm mà hãy cam kết các bạn là bán chạy và giá mềm, và đặc biệt là khách họ ưa chuộng nhất, và đặc biệt là cái kết quả của nó mang lại cực kỳ hiệu quả. Rồi bây giờ hãy sẽ chia sẻ các bạn cái bí quyết thứ ba, đó là cái bí quyết bán hàng. Hồi nãy nói là ha, nhận catalog, nhớ nha, nhận catalog, hướng dẫn sản phẩm chủ lực. Bây giờ đến cái bí quyết bán hàng, thì để các bạn bán được hàng, các bạn phải có cái catalog giấy. Các bạn không có catalog giấy, hãy cam kết các bạn không bán được hàng, thua, hãy thua nhiều cũng thua, các bạn không thể nào bán được hàng, ngoại trừ ha, các bạn bán cho người quen này kia thôi. Còn mà các bạn mới chưa biết gì hết, các bạn không có catalog giấy, mình sẽ không bán được hàng. Thành ra các bạn nhớ là phải nhận catalog giấy, nhớ ha. Rồi bây giờ hãy chỉ các bạn cách bán. Bảo đảm cách bán này các bạn áp dụng, các bạn sẽ bán được ngay, rất là dễ dàng. Đầu tiên, các bạn chọn đối tượng khách hàng cho mình là khách hàng dễ tính nha. Đơn hàng đầu tiên hãy chọn cho mình những người khách hàng dễ tính chút. Dĩ nhiên các bạn chọn khách hàng dễ tính thì bản thân các bạn phải dễ tính nữa. Thứ hai là đối tượng khách hàng của bạn phải là những người có tiền. Những người có tiền, các bạn để ý nè, là những người có đi làm là họ có tiền ha. Dĩ nhiên đi làm văn phòng hay gì đó ha. Hoặc là những người mà có buôn bán, họ có đồng vô đồng ra, thì những người đó là những người có tiền. Hãy thích bán cho những người mà họ có buôn bán, tại vì những người đó họ dễ tính lắm và họ hiểu nữa, thành ra họ không có làm khó làm dễ mình. Rồi thì cái đối tượng khách hàng dễ lắm, nhớ nè, hãy gợi ý cho các bạn nè, thử nha. Thứ nhất là hàng xóm của mình, thứ hai là người bạn thân của mình, thứ ba là gia đình bên vợ hoặc là gia đình bên chồng ha, thứ tư là đồng nghiệp của mình á, thứ năm là những cái nơi mà các bạn thường hay đi ăn sáng hay là đi chợ mua bó rau hay cân thịt cân cá, thì những người đó là khách hàng của mình. Đó là cái hãy gửi cho các bạn. Và cái câu cửa miệng của mình khi bán hàng, các bạn sẽ nói với khách, đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu với khách của cái người khách hàng của mình là bạn đang làm việc cho một hãng mỹ phẩm của Thụy Điển, là đất nước đến từ châu Âu. Thứ hai đó là bạn trình bày với họ về cái vấn đề bạn đang gặp phải đó. Thì bây giờ hãy gợi ý cho bạn câu cửa miệng luôn là: chị ơi, em làm việc cho hãng mỹ phẩm, nhưng mà tháng này á, do em bận, cái thằng con em nó quậy quá, em không có thời gian, thành ra tháng này em thiếu doanh số với công ty 3 triệu, em còn thiếu doanh số 3 triệu nữa thì em mới chốt doanh số với công ty luôn đó. Thành ra chị mua mở hàng ủng hộ cho em một sản phẩm lấy may đi. Các bạn hãy dùng câu cửa miệng là mua mở hàng lấy may, mua ủng hộ cho em một sản phẩm lấy may, hay là mở hàng cho em một sản phẩm lấy may đi chị. Thì chắc chắn với các bạn là những cái người nào mà dễ tính, họ sẽ ủng hộ cho bạn để bạn chốt doanh số 3 triệu với công ty. Thành ra không có là khó khăn khi mà các bạn tư vấn cho khách. Như vậy cái 3 triệu là cái lý do để bạn nói với khách là bạn còn thiếu để bạn chốt doanh số với công ty, thế thôi ha. Đó là cái hãy chỉ với các bạn. Như vậy cái công việc của mình á, các bạn không cần phải bán hàng nhiều đâu. Các bạn chỉ cần mỗi tháng chỉ cần bán 3 triệu mỗi tháng thôi. Nhớ nha, không cần phải bán hàng nhiều, đó là cái bí quyết của Hải. Tại vì bán hàng nhiều các bạn sẽ bị đuối, thành ra Hải chỉ với mỗi người chỉ cần bán 3 triệu thôi. Thành ra các bạn mà nói 3 triệu mà khó thì theo bạn bao nhiêu gọi là dễ ha. Ví dụ mà bạn nói là khó, Hải cam kết các bạn luôn là Hải giao các bạn chỉ cần 100 ngàn thôi các bạn cũng không bán được. Hay là Hải nói là Hải giao cho các bạn một cây son thôi các bạn cũng không bán được. Thành ra các bạn nên nhớ là mình muốn có thu nhập nhiều hay ít, nó sẽ phụ thuộc vào thái độ và sự quyết tâm nghiêm túc của các bạn với công việc, thế thôi. Đó. Thì các bạn cứ nghĩ đơn giản nè, hơn 10.000 mẹ bỉm sữa khác họ làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Tại sao họ làm được mà mình thì không? Ok ha. Rồi cái bí quyết thứ hai hãy chỉ cho các bạn, đây là cái bí quyết mà xương máu của Hải luôn, là nó cũng là một cái câu chuyện về bản thân của Hải mà Hải nhớ hoài luôn tới bây giờ. Cái ngày 5 tháng 8 năm 2003 là Hải chở bà xã Hải đến với Oriflame để làm việc. Thì sau khi làm việc về đó, thì bà xã Hải mới tối đi ngủ á, bà mới nằm bà kể. Nhớ các bạn nhớ nha, cái mốc của Hải là tối đi ngủ á, thì bà nằm bà thỏ thẻ bên tai.
Bà nói như vậy. Bà nói anh, em á, ở nhà em lo chăm con nè ha, lo cho con nè, quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế chén dĩa ha, rồi lo cho mẹ đó, lo cho mẹ của Hải đó, mẹ chồng á, lo cho mẹ. Rồi cái chiều á anh đi làm về, cái anh giục cặp xuống, cái anh ngồi lên ghế sofa, cái anh lấy cái remote tivi anh bật lên anh coi đó. Rồi em phải vào bếp em làm đồ ăn chiều đó, để phục vụ cho anh, cơm dọn lên xong xuôi hết, em mời anh lên bàn ngồi ăn, ăn xong cái anh lại ngồi xuống cái ghế sofa anh coi tivi tiếp, rồi anh hút thuốc, anh uống cà phê đó. Rồi em phải lo dọn dẹp bàn ăn, rồi rửa chén, rồi tắm cho mấy đứa nhỏ, rồi cho tụi nó ngủ đó. Anh thấy công việc của em nhiều không? Thì khi bà gợi ý như vậy hết đó, ừ, mà em làm nhiều thiệt, anh thì chỉ có biết sáng xách cặp đi làm, chiều xách cặp về, anh cũng không có để ý tới cái vụ này. Nhưng mà ý em muốn nói cái gì vậy, nói nghe đi. Thì bà xã em mới nói là em á, tháng này em vô Reflame mà em cần cái doanh số 3 triệu để em chốt với công ty, mà nếu mà cái tình hình thế này á, thì em chắc là em không chốt doanh số được với công ty rồi, thành ra làm mà không bán được thì là sao gọi là làm. Thì Hải cũng không chưa hiểu bà nói cái gì nữa, cái nói bây giờ em nói đại đi, em cứ rào trước đón sau hoài. Thì bà nói bây giờ như vậy, anh giúp em đi. Hỏi giúp sao? Em đưa anh hai catalog giấy, anh mang cái catalog giấy này nè vô trong mobile phone á, cái anh nói với mấy đồng nghiệp của anh á, ai mà sử dụng son phấn đồ trang điểm này kia đó thì mua ủng hộ cho vợ anh, đó là cho em á, anh nói vậy đó, mua ủng hộ cho vợ anh, tại vì vợ anh đang còn thiếu doanh thu 3 triệu nữa để chốt doanh số với công ty đó, thì những người đồng nghiệp của anh chắc chắn sẽ giúp cho anh đó. Thì bà nói mình nghe cũng có lý, mà gửi catalog mà mấy con nhỏ làm ở trong phòng của Hải thì nó cũng có trang điểm, nó cũng có xài mỹ phẩm, thì chắc Hải nghĩ nó mua. Thì Hải mới nói với bà xã hai câu, ok được rồi, để mai anh vô anh kêu tụi nó ủng hộ cho em, cho em yên tâm đi, bây giờ ngủ đi. Thì Hải mới vừa nói cái ok, cái bà ngồi vậy, bà bật công tắc đèn lên, cái bà giật đầu Hải dậy, bà hỏi, cái Hải mới giật mình hỏi em làm cái gì vậy, cái anh ngồi vậy đi, là các bạn biết bà làm chưa, bà huấn luyện cho Hải sản phẩm chủ lực, bà dạy cho Hải 5 sản phẩm chủ lực đó. À, sản phẩm này sản phẩm kia bà chỉ xong xuôi hết rồi, bà hỏi em chỉ nhớ không, đố các bạn hãy nhớ không, không không nhớ gì hết trơn á. Cái bà nhìn mắt bà nghi nghi rồi, cái thằng cha này dám chả không nhớ gì đâu đó. Thì bà mới lấy cái giấy note đó các bạn, giấy note màu vàng vàng á, bà ghi lại 5 cái điều này, hãy nhớ 5 cái điều này, hãy nhớ hoài à. Bà ghi lại nè, à, anh nhớ ghi cái chữ nha, anh nhớ ghi mã số của sản phẩm, số trang của sản phẩm, tức là cái sản phẩm nằm trên trang máy á, cái catalog này nó có số trang á, cái sản phẩm nằm trên trang máy thì ghi là số trang của sản phẩm, giá tiền của sản phẩm, tên người mua hàng và số điện thoại của người mua hàng đó, 5 cái nè, mã số sản phẩm, đơn giá sản phẩm, số trang của cái sản phẩm, người mua hàng và số điện thoại của người mua hàng. Anh nhớ ghi giùm em 5 cái thông tin này, thiếu về biết tay em. Thì bà lấy cái tờ giấy note, bà dán lên trên catalog, bà ngồi vậy, bà lấy, bà bỏ vô cái cặp làm việc của Hải. Cái Hải thấy vậy thì thôi, rồi ngủ đi, à, ok, nhớ nha, ngày mai nhớ nha. Cái xong cái Hải quên mất, Hải đâu có nhớ đâu. Cái bà gọi điện vô công ty, bà nói anh, em giao anh gì anh nhớ chưa? Cái nói giao gì? Cái em đưa anh hai catalog một cặp, anh đâu vô sáng giờ anh không mở cặp, cái nó có mở mà anh không nhớ. Cái bà nhắc thôi, ờ à, được rồi, để anh làm cho. Tức là Hải lấy catalog ra, cái vô phòng làm việc, anh nói mấy em nó nghe nè, bà xã anh làm mỹ phẩm á, bà còn thiếu doanh số 3 triệu với công ty nữa, bà chốt, thành ra tụi em có mua mỹ phẩm son phấn cái gì đó thì ủng hộ cho bà xã anh với. Tức là Hãy thảy hai cái catalog ra, thế là người này coi, người kia coi, và cuối cùng Hãy chốt đơn hàng 3 triệu cho bà giờ ồm. Có nghĩa là trong một buổi sáng đó Hãy bán cho bà một cái đơn hàng 3 triệu, không gì khó khăn hết. Trong đồng nghiệp của Hải họ đặt hàng, và đúng như lời của bà dặn, là Hãy ghi lại mã sản phẩm, số trang, rồi đơn giá, rồi tên người mua hàng, rồi số điện thoại người mua hàng. Cho bạn biết, bà xã Hải bà cũng khôn lắm. Cái... khi mà giao hàng xong cho mấy đồng nghiệp của Hải đó, thì
thì bả gọi điện thoại và nói: chị ơi, em là Châu Hiền nè, em là vợ của anh Nguyễn Hải đó, hôm rồi anh Hải có gửi catalog rồi chị có mua ủng hộ em sản phẩm, em cảm ơn chị nhiều nghe. Cái bạn kia chân hững đâu biết đâu, không có gì không có gì em. Cái nói: dạ chị xài sản phẩm thấy sao, thấy được không? Chị xài cái sản phẩm đó chị có thấy thích không? Cái chính son xài cũng ok đó em, chị thấy cái này xài cũng được. Chị, tháng này công ty em có về hàng mới nữa, sản phẩm giá khuyến mãi rẻ lắm, em nhờ anh Hải đem vô catalog vô cho mấy chị lựa ủng hộ em nghe, tháng này em cũng thiếu doanh số 3 triệu nữa nè. Đó, các bạn biết là cái cách bán hàng mà nhờ người bán hộ á, bảo đảm với bạn cực kỳ hiệu quả. Như vậy nhờ người bán hộ, ai sẽ là người bán hộ cho bạn? Gợi ý nha, bạn thân của bạn nè, ông xã của bạn nè, hay là bà xã của bạn nè, hay là gia đình mình, những người đi làm á, xung quanh mình những người đi làm nhiều lắm. Mà nếu mà bạn nào ở phòng trọ thì thôi, hãy chỉ cho các bạn một cái bí quyết này, bảo đảm là các bạn bán được hàng. Đó, đó là cái bà chủ phòng trọ đó, các bạn gửi catalog cho bà chủ phòng trọ, bạn trình bày cái vấn đề bạn đang còn thiếu doanh thu 3 triệu nữa, bạn trốn số công ty. Hãy bảo đảm với các bạn là bà chủ phòng trọ bà sẽ giúp cho bạn một cách nhiệt tình, tại vì bà hay đi thu tiền, rồi bà hay thích bán hàng, bà thích nói chuyện đây đó. Nói chung là bà chủ phòng trọ là cái bà mà bán hàng cho bạn dễ nhất. Đó, bạn tin đi, tại vì Hải chỉ cho rất là nhiều người áp dụng cách này mà thành công. Thành ra qua câu chuyện của Hải cũng là một câu chuyện để cho các bạn truyền cảm hứng ha. Các bạn bắt đầu và các bạn sẽ có đơn hàng một cách dễ dàng mà không có gì khó khăn hết. Bán hộ là cách bán hàng dễ nhất, bạn không cần xuất đầu lộ diện. Đó, chỉ cần nhờ cái người quen của mình nói chuyện một cách ngọt ngào, họ đồng ý là họ bán hàng cho bạn. Ok ha. Còn cái trường hợp bán livestream á, thì các bạn thấy rồi, bây giờ online thì mọi người đều livestream để bán hàng. Livestream thì Hải cần phải chỉ các bạn, chỉ cần có điện thoại kết nối internet, cầm cái sản phẩm lên và nói thế thôi. Nhưng mà nói nhớ 4 điều Hải dặn nha, là cung cấp giá sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, cách dùng sản phẩm và công dụng của sản phẩm. Các bạn phải cung cấp 4 thông tin này, các bạn sẽ bán hàng nó sẽ dễ hơn, không có gì khó khăn hết. Rồi, như vậy chúng ta thống nhất ha, mỗi người chỉ cần bán 3 triệu một tháng thôi, không cần phải bán nhiều hơn. Bây giờ hãy dặn nè, sau này á, khi bạn nghe người ta nói 200 BB, BB là bê bò với bê phở á, khi bạn nghe người ta nói 200 BB thì bạn sẽ liên tưởng đến ngay 3 triệu. Ha, khi người ta nói 3 triệu thì bạn sẽ liên tưởng đến ngay là 200 BB. Nhớ chưa? Và đây là cái mình thống nhất với nhau luôn ha, để sau này các bạn không phải lăng tăng, tại vì mỗi người mình chỉ cần 200 BB là đủ. Khi mà các bạn đủ 200 BB là lúc các bạn bắt đầu có thu nhập 10 triệu. Là gì? Các bạn sẽ nhận được một cái thư chúc mừng của Hải và 5 cái file audio. Đó là 5 cái file Hải chỉ cho bạn về cái bí quyết để giúp cho bạn có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Dĩ nhiên các bạn phải hoàn thành xong cái đơn hàng 3 triệu thì các bạn sẽ nhận được cái thư này. Như vậy cách bạn nhận là bạn nhận với ai, ai sẽ là người giao cho bạn? Là cái người trưởng nhóm của bạn sẽ là người giao cho bạn cái thư chúc mừng của Hải và 5 cái file audio chỉ cho bạn cái bí quyết để bạn có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Như vậy thì để nhận được thư chúc mừng, nhớ là phải hoàn thành 200 BB. Sau đó các bạn chụp màn hình cái kết quả của bạn gửi cho cái người trưởng nhóm của bạn và người trưởng nhóm của bạn sẽ chuyển cho bạn cái thư chúc mừng và 5 cái file audio để chỉ cho bạn cái bí quyết. Bạn có thu nhập 10 triệu, không có gì là khó khăn hết. Nhớ nha, phải nhận được bí quyết thì các bạn mới có được thu nhập 10 triệu. Nếu các bạn không nhận bí quyết thì các bạn sẽ không có. Thành ra để các bạn làm việc hiệu quả thì hãy bắt đầu chia sẻ với các bạn về cái hoa hồng. Oriflame sẽ có hai cái nguồn thu nhập khi mà bạn tham gia với Oriflame. Nguồn thu nhập thứ nhất là bạn bán hàng, bán lẻ nha, bạn sẽ có hoa hồng là 23%. Như vậy là khi bán lẻ là bạn có hoa hồng 23%. Thành ra cái hãy nói các bạn như nè, kinh doanh mình thông minh chút xíu, đừng có tham lam quá. Tham lam quá bạn sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Hãy nói với các bạn đây, khi mà nãy hãy nói các bạn là mình nhờ người bán hộ đó, thì người ta bán bạn cho họ hoa hồng 23%, bạn đừng có bận tâm tới cái này. Nhớ không có nhiếm lại của họ nha. Có nghĩa là mình có 23, mình cho họ 23. Như vậy 23% tính sao? Lấy giá catalog trừ 23% nó sẽ ra giá gốc. Nhớ nha, lấy giá catalog trừ 23% nó sẽ ra giá gốc. Rồi, các bạn không lấy cái hoa hồng bán lẻ này, mà hoa hồng bán lẻ này dành cho những người nào bán hộ, bạn cho họ hoa hồng, bạn chỉ lấy doanh số thôi. Hiểu không? Đây là cái cách thông minh của việc kinh doanh của mình.
Cái lý do vì sao hãy nói các bạn là đừng có chú ý vào cái hoa hồng 23%. Đơn giản lắm. Tại vì các bạn muốn có hoa hồng 23% có nghĩa là bạn bán 10 triệu bạn mới được 2,3 triệu. Đúng không nè? Bán 10 triệu mới được 2,3 triệu. Tại vì hoa hồng 23% thì bán 10 triệu mới được 2,3 triệu. Thành ra bạn có chắc là mình bán được 10 triệu không? Không. Thì làm sao bạn có 2,3 triệu? Mà nếu bạn có được 2,3 triệu đi thì bạn sống như thế nào với 2,3 triệu đó trong một tháng? Thành ra hãy nói với các bạn là nếu bản thân Hải nè 14 năm về trước hãy làm với Oriflame, nếu mà vì cái hoa hồng 23% này hãy thề với các bạn luôn là Hải không làm Oriflame đâu. Tại vì 23%, 2,3 triệu sao hãy nuôi 4 đứa con, hãy ăn học được, đúng không ạ? Thành ra cái hãy nói các bạn, cái mà hãy lựa chọn Oriflame, cái mà hãy có thu nhập 596 triệu mỗi tháng là vì cái này nè các bạn. Đó là cái chiết khấu bán sỉ. Cái chiết khấu bán sỉ Oriflame trả cho bạn là từ 3 cho đến 21%. Nhưng mà chú ý nha, là bán sỉ là trên số lượng nhiều á. Thành ra đó, cái công việc này nè, công việc của mình á, là mỗi người chỉ cần học cách bán 3 triệu thôi. Các bạn phải biết cách để bạn bán 3 triệu thì bạn mới dạy cho cái thành viên của bạn sau này họ bán 3 triệu. Hình dung không? Nếu bạn không biết cách sao bạn dạy? Thành ra cái cách của mình làm bảo đảm các bạn là rất là tiện ích, là các bạn chỉ cần tuyển những cái kênh bán lẻ, bạn dạy cho họ bán và bạn sẽ nhận được chiếc khấu bán sỉ. Thành ra những cái mè bỉm sữa họ đã làm bằng cách này ha, họ bán hàng để họ có cái kinh nghiệm, rồi sau đó họ tuyển những cái người mà thích bán hàng online đó, họ dạy cho những cái người đó bán, mỗi người bán 3 triệu một tháng đó. Thế là họ nhận được chiếc khấu bán sỉ, và chiếc khấu bán sỉ các bạn biết là lên đến 21%. Thành ra 21% thu nhập tới 10 triệu lần các bạn. Mà tất cả 10.000 mẹ bỉm sữa họ làm việc á, trong 3 tháng là họ có được thu nhập 10 triệu. Họ đạt được 21%. Không tin các bạn xem ở dưới comment những người họ có được thu nhập, họ sẽ trả lời cho các bạn ở bên dưới comment để cho các bạn rõ. Ok ha. Rồi, nhớ học nghiêm túc những cái bài đào tạo 1, 2, 3. Bây giờ hãy dặn nè, học xong cái bài này, 500 anh em nhà mình, các bạn inbox cho cái người trưởng nhóm của mình, báo với họ, anh ơi hay là chị ơi, gửi cho em cái link bài đào tạo 1 để em học. Và các bạn sẽ học ở dưới comment. Học từ cái comment đầu tiên đó là mã tin D1, bạn học cho đến mã tin D16 là bạn học xong. Nhớ ha, học nghiêm túc bài đào tạo 1. Sau khi học bài đào tạo 1 xong, bạn học bài đào tạo 2. Học bài đào tạo 2 xong, bạn học bài đào tạo 3. Ha, bạn nhớ là phải học 3 bài đào tạo này nha. Tại vì các bạn đừng có chủ quan. Có nhiều bạn hay thấy mắc cười lắm. Anh ơi, cái bán hàng online em biết rồi, em rành lắm, em hiểu cái này nhiều lắm. Cái đó bạn hiểu là chuyện của bạn. Nhưng bạn vào trong cái môi trường này, bạn không biết ấp giáp gì hết, bạn sẽ không vận hành được. Tại vì online nó sẽ có hai cái dạng online. Một cái dạng online tự phát và một cái dạng online có tổ chức. Thành ra cái online tự phát là mình sẽ tự bỏ tiền, bỏ vốn ra mình đi lấy hàng về rồi mình đăng, mình bán online. Thành ra những cái người bán như vậy thu nhập không có nhiều tháng đó. Nhưng cái bán hàng có tổ chức bạn không có phải rủi ro, không có đầu tư về vốn, không có gì hết. Nhưng các bạn có đào tạo bài bản đàng hoàng, các bạn làm việc một cách chuyên nghiệp đó, và làm việc trong một tập đoàn lớn. Thành ra nhớ là cái kiến thức là cái rất là quan trọng. Nếu không có kiến thức thì tốt nhất các bạn nên out ra khỏi nhóm này, đừng học. Hãy nói chắc với các bạn luôn. Ok ha. Rồi, bạn nào á mà muốn có chai nước hoa thì Hoàng đặt đơn hàng đầu tiên trong tháng 7 nha. Bạn sẽ có chai nước hoa với giá 99.000. Nhớ hãy dặn là cái đơn hàng đầu tiên của các bạn á, các bạn phải báo với lại cái người trưởng nhóm của mình, nói họ chỉ cho bạn cái cách đặt hàng. Nhớ nha. Rồi, trên hai cái group phát triển 21% tiềm năng với là cái group kinh doanh mỹ phẩm, bạn phải được cái người quản lý bạn add vào hai cái group đó. Cái thông tin thứ hai là ở hai cái group mà Hải vừa mới nêu tên, group 21 với là group kinh doanh á, thì đều có hai cái bài game. Mà trong hai cái bài game ở mỗi group như vậy đều có những cái bài viết cực kỳ quan trọng cho bạn khám phá. Thành ra bạn cứ vào bài game đó, trong đó có tất tần tật những cái gì mà bạn cần đó. Thành ra về kinh nghiệm, về kiến thức, cần sự hỗ trợ, bạn không cần phải inbox cho Hải. Chỉ cần vào hai bài game đó là có đầy đủ hết. Tại vì kinh nghiệm, kiến thức Hải đã game ở trên đó cho các bạn hết. Các bạn chỉ cần đọc và nghe trên đó thôi ha. Nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Rồi, trong tháng 7, nếu bạn nào giỏi, tuyển được một người, dạy cho họ bán 3 triệu,
hãy cam kết với các bạn là sang tháng 8 bạn sẽ được nhận một cái sản phẩm nào đó trên catalog có giá trị 800. Các bạn chỉ trả có 139.000 thôi. Nhớ là chỉ được chọn mỹ phẩm thôi nha, không được chọn wellness với lại cái máy rửa mặt nha cả nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem xong cái buổi dạy cách bán buôn online. Các bạn nhớ, hãy điểm lại cho các bạn nhớ nè. Thứ nhất là nhận catalog. Cái người quản lý của bạn họ sẽ kiểm tra kiến thức của bạn đó. Thứ nhất là nhận catalog. Thứ hai là sản phẩm chủ lực. Sản phẩm chủ lực có gì? Wellness Kit là 1. Dạy cho về nước hoa là 2. Bộ trà xanh là 3. Son là 4. Son phấn này kia là 4. Dung dịch phụ nữ là 5. Nhớ chưa? Chỉ có 5 sản phẩm đó thôi. Đó. Wellness Kit là 1. Trà xanh là 2, chai nước hoa 129.000 là 3, son là 4, dung dịch vệ sinh phụ nữ là 5. Nhớ nha, hãy dặn rồi đó. Rồi, sau đó hoàn thành chỉ tiêu của mình, mỗi cá nhân là hoàn thành 3 triệu một tháng. Nhớ nha, mỗi cá nhân chỉ cần nỗ lực hoàn thành 3 triệu một tháng. Sau khi hoàn thành xong, bạn sẽ nhận thư chúc mừng và trong thư chúc mừng sẽ có cái bí quyết cho bạn để bạn có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Và học nghiêm túc những cái bài đào tạo 1, 2, 3. Tóm lại, kiến thức ngày hôm nay dạy các bạn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi livestream dạy việc cách bán buôn online ngày 17 tây tháng, ý ngày 19 tây tháng 7 năm 2017. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Sẽ dạy cho các bạn cách để chốt bộ combo wellness một cách dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Và người diễn giải các bạn là anh Nguyễn Đăng Khoa. Xin chào các bạn.